Vĩnh Long Nguyễn Văn Lộc, 39 tuổi, ở huyện Vũng Liêm, có 2 tiền án và vừa ra tù đã thực hiện 5 vụ trộm chỉ trong 3 tiếng đồng hồ. Nguyễn Văn Lộc tại cơ quan công an. Ảnh An Phú. Ngày 1 tháng 3, Lộc bị công an huyện Vũng Liêm khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, chiều 17 tháng 2, Lộc chạy xe máy ở đường Liên xã thấy ông Lê Văn Kỳ, 47 tuổi, ngủ trên võng trước nhà liền lẻn vào lấy trộm ví có 250.000 đồng nhưng bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, Lộc khai trong 2 tiếng trước đã thực hiện trót lọt 4 vụ tương tự. Lộc từng có 2 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội và tàng trữ trái phép chất ma túy, vừa ra tù vài ngày trước. An Phú Les Blood Ash, oi.